cái channel của mình Đức Chinix. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách nấu món bibim cốc su của Hàn Quốc nha. Ok, theo mình nào. Ok, các nguyên liệu cần chú ý và anh em cần chuẩn bị đó là đây, các nguyên liệu anh em cần chuẩn bị sẽ là cốc su này, cái gói cốc su này đó, cốc su đây là OI, tức là củ dưa chuột anh em ạ, OI. Đây là mu này, mu này thì mình có thể tự làm hoặc là mình mua được, cái này nó cũng rẻ đâu mà. Cái không thể thiếu đó là bibim chang anh em nhá. Đây là bibim chang này, bibim chang. Cái này nó anh em cẩn thận không nhầm với lại gochujang nhá. Gochujang là để chấm một bibim chang này làm món bibim cốc su này thôi nhá. Cái này chỉ làm một món bibim cốc su thôi. Đó. Ngoài ra thì anh em cần có hạt vừng này, vừng nhá. Cái này là tiếng Hàn của nó là ke, hai chữ ca sang kiếp. Còn cái này là anh em phải chuẩn bị thêm đó là cham kirim. Đây là cham kirim này đó anh em, cham kirim phải đổ thêm vào này. Rồi thì việc đầu tiên thì anh em phải đun nước để luộc cái mì này lên. Đây, anh em phải đun nước cái lò này. Rửa qua cái lò này đi. Đun nước luộc mì. Đó. Sẽ bắt lên bếp. Trong thời gian chuẩn bị thì anh em có thể, nếu mà các bạn mua cái đây các bạn, để mình mở ra nhé. Đây là củ mu của nó này, củ mu này nó sẽ thái mỏng như này này, anh em nhìn thấy không? Cái này để ăn kẹp với thịt nướng hoặc là ăn với lại thịt gà rất là ngon. Cái này nó sẽ có hình tròn như này này anh em này, thì khi đó anh em mua về anh em sẽ cắt nhỏ ra để cho nó dễ ăn, cắt khối như này. Ok, để mình sẽ làm một hai miếng ở đây. Trong thời gian chờ nước sôi thì anh em nên cắt cái này đi trước này. Đó, sẽ đặt cái này lên đây. Trong nước đi này. Rồi, sau đó mình sẽ cắt. Cắt cái này đi. Anh em cầm ra này, em cắt cái đường này ra này. Cắt nó chia nhỏ ra. Cái này ở một số quán thì nó cũng có thể muối được. Trước mình cũng muối, nhưng mà cái này nó muối nó cần rất nhiều nguyên liệu cực kỳ phức tạp. Em cắt này, cắt làm ba là cũng được, miễn là nó dễ ăn này. Đấy, em tách nó làm ra làm ba này đó, em thấy không? Đây, để chốc nữa mình sẽ ăn cùng với lại bibim. Ok, mình sẽ bỏ nó ra một cái bát hoặc cái gì đó, tạm ra một cái bát đi. Tiếp sau đó là đến dưa chuột này. Cái dưa chuột này thì anh em có thể rửa này, hoặc là anh em vẫn phải rửa. Đây. Thì một số người thì không ăn được vỏ thì có thể là lạo vỏ đi, hoặc là các bạn bạn có thể nạo vỏ hoặc là bạn để có nguyên vỏ. Còn đối với mình ở Hàn Quốc thì cái này dưa chuột mình thấy nó khá là đảm bảo đấy, nên là mình sẽ để cả vỏ. Rồi anh em cắt bớt đi. Đây thì mình sẽ thái cái lát mỏng như cái lát mỏng của cái củ cải đấy, chính là củ mu đấy. Đây anh em sẽ thái mỏng ra. Một số anh em thích ăn theo kiểu sợi thì anh em có thể dùng cái bào này để bào nó ra nhá. Dùng cái bào này.
để bào nó ra, bào nhỏ nhưng mình thích ăn cả miếng ấy. Nên mình sẽ thái kiểu đây, anh em có thể thái mỏng ra này. Anh em nên là thái chéo lên thì nó sẽ được miếng miếng dưa chuột nó to này. Con dao này bé quá, sẽ lấy con dao khác. Anh em mình thấy này, mình sẽ thái miếng như thế này đấy, thái miếng như như này, mình ăn kèm với lại ăn kèm với lại củ mù. Ok, mình chỉ đối với một người ăn thì mình chỉ thái 1 đến 2 miếng là cùng. Đây mình thái cái này, cái con dao này, anh em nhìn này, nó độ mỏng như này. Đó. Mình thì nát mình sẽ ăn kèm với này cái của mua kia. Rồi, khi anh em xong thì anh em sẽ ăn. Rửa đi. Để rửa tốt thì đã. Đây anh em chờ nước sôi. Đây anh em sẽ cắt cái gói này ra. Em lấy một lượng vừa đủ nhá. Nó tầm khoảng thế này thôi này. Khoảng nhỏ nhỏ bằng cái ngón tay này. Thì xuất cho một người ăn, còn anh em làm bao nhiêu người ăn thì các bạn cứ tính làm nó như vậy. Tính cứ cần này thì là một ngày ăn này, trung bình một ngày ăn đấy, xong rồi các bạn nhân lên, bạn ăn nhiều người thì bạn lấy nhiều mà ít người bạn lấy ít. Gói nó hơi nhỏ ăn chút. Sẽ lấy cái này, anh em nhìn nhá, lấy cái này nha. Rồi sau đó anh em quay vào đây này, thì khi cái nồi này sôi này thì anh em thả cái mì này vào. Trong lúc thả thì anh em lưu ý là anh em dúng cho nó tét sợi mì ra. Cái thứ hai là anh em khi mà đã thả mì xuống nước thì anh em lên dùng đũa đảo thật nhanh, không nó sẽ bị bén vào lồi. Cái này nó mình rất là dễ bị bén vào lồi. Rồi mình sẽ đảo đi, không nó dính vào lồi. Đó, nó sẽ dính vào lồi đấy. Em lưu ý này, nên đảo đều tay nhá. Đó, anh em thấy không? Cái sợi mì của anh em này. Anh em lưu ý phải khoáng liền tay nhá, không nó sẽ bị dính vào đít nồi đấy. Mới này nó sẽ bị chập cái sợi mì vào này, nó sẽ mất ngon. Rồi, anh em đun nó to lên. Nếu là đảo nhanh tay nhá. Nước đây, đây là củ cải và mù là mình đã thái này. Con mù này có nhiều loại nha anh em nhé. Con mù này có loại màu xanh xanh kiểu như quả dưa chuột này. Có loại thứ hai là loại nó màu vàng vàng cam, và loại thứ ba là cái loại mà nó sẽ có màu trắng. Thì nó màu nó không quan trọng, nó không ảnh hưởng gì đến anh
đến củ cải này cả, và có cái là nó sẽ nguyên liệu giống như anh em hình dung là nó nguyên liệu để nó muối củ cải này nó thêm hương vị đấy. Giống như mình làm mứt dừa đấy thì mình có thể kiểu như là mình để cái hương vị nó vào thì màu sắc của mứt dừa nó khác ấy, cái này cũng như vậy đó. Thì một mẹo nhỏ cho anh em là nếu anh em mà không biết căn căn khi nào thì mì chín, anh em sẽ đưa nước vào đây này. Đây mình sẽ để vắt nước đây đó. Khi nào anh em không biết mì lúc khi nào chín thì em để vắt nước đây, anh em lấy một sợi mình em nhúng vào đây sẽ nhìn nó sẽ rất là rõ. Sẽ đảo lên. Sorry anh em nha, mình vừa quay vừa vừa làm thì nó sẽ không được đẹp cho lắm. Video chất lượng video của mình nó cũng không được. Đây anh em để một bát nước bên cạnh. Thì anh em dúng sợi mì lên, dơ cái sợi mì lên mà nó thấy mì trong thì tức là đã đạt rồi đấy anh em ạ. Anh em đun tầm 3 đến 5 phút chừng đó. Thì cái món này thì ngày trước mình cũng đã từng đi làm quán ăn đấy, nên là mình đã học cái món này. Nó cũng đơn giản thôi mà anh em ạ. Đối với anh em thích ăn thì cái này nó cũng rất là ngon. Mình thấy cũng khoái ăn cái này. Mình khoái ăn cái này hơn là cái này là bibim guksu nha anh em nhé. Còn cái mà nó nấu bằng con nước thì nó là chan chi guksu. Cái này nó chỉ có sốt sự thôi. Cái bibim chang ấy, ăn cùng bibim chang này là nó sẽ mình thích ăn cái này hơn là cái con nước. Ngoài ra thì còn còn ở quán thì thường có cái cúc su này, bên này cúc su này, bên này mun nhang miên, bibim nem miên, bibim cúc su, chản chi cúc su đó là những cái món mà Hàn Quốc nó hay ăn, những cái mì như này. Mà còn có cả mì u đông này, mì u tông ấy, bên này một số cái mì để xào cùng với lại những cái món thịt gà, bên này món lẩu nữa. Đấy thì mình đây mình sẽ sau này mình sẽ làm cho anh em xem mấy cái món này. Thì mình biết làm nó cũng khá nhiều món mì món ăn của Hàn đấy. Rồi em thấy không? Đây mình phải đổi tay đã. Tay này mình không thể làm được. Sợi mì em thấy này nó hơi ngà ngà này, này. Vẫn chưa ổn này. Bao giờ nó trắng hẳn lên thì mới là ổn. Đây mình sẽ lấy một sợi cho mình dùng nước cho anh em thấy này. Cái mẹo của mình trước ngày trước mình đi làm ấy là nếu mà ngày mới đầu mình không biết ấy, thì mình sẽ dùng nước này. Ok, sợi mì đã đạt rồi đấy. Em tắt bếp đi này. Sau đó anh em cho mì nó ra một cái cho mì ra để rửa. Đấy, sau đó anh em sẽ bê cái mì này ra này, em đổ ra bát, em đổ ra cái giỏ, em rửa tráng qua. Cái này giống như nọc bún của mình nhé. Wow, hơi nóng, nóng một chút em ạ. Rồi anh em xem, anh em sẽ rót nước lạnh qua để nó ra hết cái bột ấy này. Thì anh em cho mình làm một tay nó hơi bị ấy. Cái này trong quán người ta làm trực tiếp tay trần nhá, không không làm bằng ấy thôi. Nên anh em đừng nghĩ là mình làm này là bận nhá. Trong quán người ta cũng làm bằng tay trần hết ạ. Ít khi người ta làm bằng ấy lắm, chỉ lúc trộn bim bim chang thì người ta mới đeo ba tay rồi. Chứ cái này thì năm người mình thấy ở bên Hàn Quốc ấy, năm người người ta
rửa bát, người ta đeo găng tay rửa bát đấy, xong người ta làm luôn cái này, mình thấy rất là bẩn luôn, mất vệ sinh. Ok, mình đã được cái này, mình sẽ đổ ra một cái bát. Bát này nhé. Anh em nắc nắc cắn hết nước đi. Một số anh em bị đau bụng ấy thì nên cẩn trọng hơn này. Anh em có thể dùng nước sôi anh em rửa qua cũng được. Đó. Anh em thấy không? Đây là một cái bát mì này. Sau đó anh em dùng cái bim trang này nhá. Đây. Bim trang này, em nhớ này. Bim trang nhá. Bim trang này dành cho cái món bim cúc su này. Em đừng nhầm với cô chu trang nhá. Mình thấy nhiều bạn nhầm hay nhầm bim trang với cô chu trang. Cô chu trang để chấm. Để chấm rau, chấm 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 rau, chấm chấm thịt. Rồi anh em, sau đó anh em sẽ cái bát mì như này, anh em sẽ cho tí cô chu trang vào này. À quên, mình lại nhầm. Bim trang anh em nhá. Mình cũng hay nhầm. Đó, anh em ăn được bao nhiêu anh em trộn. À, anh em cho thêm một tí cham kirim. Cái mì cái dầu 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 vừng anh em ạ. Đổ một chút vào. Ok, cho nó thơm. Rất là dậy mùi. À, một chút vừng. Đây là rắc vừng lên này. Đó. Em trộn lên. Thì bình thường ở quán người ta sẽ dùng găng tay ấy. Bình thường ở quán người ta sẽ dùng găng tay, người ta sẽ trộn cái mì này lên. Thì nó sẽ đều hơn là dùng đũa. Nhưng hiện tại ở nhà mình đã hết găng tay nên mình sẽ dùng tạm một đũa vậy. Cho nó đỏ đỏ tí ăn cho nó ngon. Okay, anh em nếu mà mình dùng dùng găng tay thì mình sẽ quấn cho anh em xem cái quấn nó tròn tròn này thì nó trông nó sẽ đẹp hơn. Mình để như này. Ok, để này cũng được bởi vì mình ăn ở nhà mà. Anh em ạ. Không quan trọng lắm đâu. Đó, xong em nếu ở trong quán thì người ta sẽ để như này. Anh em 20 mu nữa. 20 mu ở dưới mới đúng. Rắc vừng lên. Đó, thế là hoàn thành một đĩa một bát bibim cúc su ấy. Anh em có thể ăn kèm như này. Ok anh em ăn cùng mình nhá. Rồi. Nói món này mình rất lâu mình mới ăn lại rồi. Phải tầm hơn 2 năm nay mình mới ăn làm lại và ăn lại. Em thấy không? Ở trong nó cay cay này nhưng thực chất nó không cay lắm đâu. Ngon lắm anh ạ. Em hả?
thì mua nha. Đây cũng mua. Một số anh em sẽ thấy mình tại sao mình có cái bát nhỏ này mình không bê lên nhá. Thì thực chất đấy, người Hàn người ta ăn ăn bất kỳ thứ gì ấy, người ta đều không bưng bát lên cả anh ạ. Thì là ăn cơm, cái bát cơm nó nhỏ xíu như này, người ta không bưng bát lên. Bởi vì theo cái phong tục của người Hàn ấy thì thường từ xưa rồi. Thì những người bê bát lên là những thường là những người quan niệm người Hàn ấy, những người bê bát như này thì là những người ăn xin. Nên người ta sẽ không bê bát. Còn quan niệm của người Việt Nam mình với lại người ở Nhật ấy thì khi mà ăn mà không bê bát lên ấy, tức là như này, em ăn để bát đây mà em cúi mặt không ăn này. Ăn như thế này thì người Nhật người ta quay lên kiểu như là hành động ăn của con cún anh em ạ. Ăn của con cún. Kiểu như người ta không trọng này, không thích ăn kiểu để đặt bát như này. Còn người Hàn người ta thích đặt bát như này. Ok, đó là mỗi cái phong tục tập quán của mỗi nơi anh em ạ. Nên là mình ở đâu thì mình ăn thì có đấy, mà mình thích thì mình ăn kiểu nào cũng được, bởi vì mình là người Việt Nam mà. Đó, mình sẽ ăn kèm này, kèm của mu này anh em nhìn này, mu này. Okay, ngâm hết sạch. Còn mỗi quả cà chua này, mình ăn cà chua sống nên mình không ăn. Ok, món này rất là ngon luôn. Ở Hàn Quốc này mình cái ngày mình còn đi làm, mình còn đi làm quán ăn thì món này mình làm phải nói là luôn tay luôn chân rồi đấy. Món bibimbap su này, chả chiu su, mun nang miên và bibimbap miên là bốn cái món mà mình chạy phải nói là gọi là không có thời gian để nghỉ để làm những món này đấy anh em. Nếu mà anh em có thời gian thì có thể tự mình mua. Mình nghĩ là ở bên Việt Nam mình ấy thì bây giờ là nó ở những cái siêu thị người ta cũng đã và đang bán những cái đồ Hàn Quốc này, em có thể tự mua và tự làm cho mình những cái món ăn có thể nói là đơn giản như này để anh em sẽ tự mình và gia đình thưởng thức. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy video hay và bổ ích, hãy like, share cũng như subscribe kênh YouTube của mình để nhận được nhiều video mới nữa. Thì ngoài những cái clip về nấu món ăn như này thì mình sẽ làm thêm một vài clip nữa. Nên là mong anh em sẽ ủng hộ, ấn nút like và cũng như ấn nút chuông ở bên cạnh đó để nhận được thông báo mới nhất nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào.